thêm mạng lưới Aurora vào ví MetaMask. Truy cập địa chỉ chainlead.org, chọn Connect Wallet, kết nối với lại ví MetaMask. Tại ô tìm kiếm, nhập Aurora. Chọn Aurora Mainnet, click vào Add to MetaMask. Một cửa sổ bên ví MetaMask hiện lên. Đây là toàn bộ thông số RPC của cái mạng lưới Aurora. Chọn vào phê duyệt, chọn chuyển mạng. Aurora Mainnet đã được thêm vào ví MetaMask. Để đấy smart contract cũng như truy cập tra cứu lịch sử giao dịch tất cả các coin, các token chạy trên mạng lưới Aurora, quý vị cần quan tâm đến địa chỉ aurorascan.dev. Rồi đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.